Rồi hello anh em, nó tiếp tục em lên sóng mẫu Honda Career. Career 50cc nha anh em. Career 50cc đề cao nha anh em. Đời cao có engine top nè. Đó. Có engine top nha anh em. Engine top order 7100. Đời cao engine top full phụ kiện nha anh em. Có rổ trước nè. Có hai kính xi nè. Order 7100 nè, và đặc biệt có engine top. Engine top là 3 dây tắt máy nè. Nó cái thằng này thấp là không có engine top nha. Và cái con này á, nó rơi vào bảng màu đen, mà đen nhựa bulia nha anh em, là nguyên một con nhựa zin á. Đó, nguyên con nhựa zin chứ không phải sơn nha anh em. Nếu mà xe sơn tặng xe. Đó, con này nó hội đủ yếu tố một con xe mà chất lượng và đời cao nha anh em. Đó. Và đặc biệt con này có biển số cà vẹt trùng số khung số máy, không sang tên nha anh em. Đó, có cà vẹt biển số trùng số khung số máy. Anh em muốn sang tên tìm xe tầm khoảng 60 triệu cỡ này mới có, 60 triệu mới có xe sang tên nha anh em. Và con này em bán cái giá công khai cho anh em luôn. Đó, bán như một con xe nội địa Nhật về xe trơn nè anh em. Đó, nhưng mà con này có cà vẹt biển số cho anh em nào mà ngại vấn đề mà đi xe trơn ha. Đó, có cà vẹt biển số nhưng mà anh em đừng hỏi sang tên nha, muốn sang tên thì tìm xe khoảng 60 mới có xe sang tên nha anh em. Đó, và em bán con này với cái giá công khai luôn, cực kỳ yêu thương, lâu lâu đựng con nè anh em. 22 triệu nha, 22 triệu có cà vẹt biển số, được một con đời cao engine stop nè. Có một chiếc xe siêu đẹp order 7100 và được dàn áo nhựa đen bulia nguyên zin nha anh em. Nhựa đen nguyên zin nha, tem zin còn ở chiếc xe này siêu cập. Nói chung là về tặng vợ hay mua cho con chạy đi học rồi đó, là quá ok nha anh em. Đảm bảo anh em là chắc xe full zin. Máy là máy zin cực im nha. Động cơ 50cc đời từ, rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Dòng Career này là cái dòng thương hiệu rồi. Đó, xe của mình là xe nội địa Nhật nha. Bao này máy zin, nhựa zin, bô lê. Đó, full rổ, hai kính. À, cái con này nè, anh em mua nhanh gọn lẹ vui vẻ, thay vì em bớt cho anh em 500-300 ngàn, em sẽ làm anh em một cái chống ngang luôn. Nó làm cái chống ngang luôn nha anh em, em sẽ gắn cho anh em cái cây chống ngang. Nó thay vì em bớt lọc lá cho anh em sẽ gắn cây chống ngang cho anh em. Thí dụ như anh em mua xe về bớt lọc lá, anh em mua chống ngang về chế cháo các kiểu không khỏi, em tặng cho anh em cây chống ngang thay lời cảm ơn của em, đúng không nè. Đó, mua về cho vợ chạy nè, đi chợ bú cho mẹ hay cho con chạy đi học, đồ quá nhỏ gọn và tiết kiệm nha anh em. Đó, có rổ trước, có hai kính luôn, chắc xe cái máy là thiên hạ vô địch anh em. Nè, ốc tán nè. Đó, con này bao anh em máy zin nha, cái máy là cực êm, nói chung là rất là nhẹ nha anh em. Thấy con này máy rất là nhẹ, máy chạy mượt lắm. Bao anh em máy zin và bao anh em máy êm ha. Anh em nói thị trường ta bán 10 triệu, 12 triệu có Career rồi. Đúng rồi, có hết trơn anh em. Nhưng quan trọng mình chạy được hay không thôi ha. Đó. Và biển số cũng khá nét anh em. 27788. Đó. Quan trọng là chất xe nè. Anh em chơi nội địa, xe nội địa thì biết rồi. Quan trọng là chất xe. Máy zin. Đó. Đó, nổ máy rồi đó anh em. Bấm nhẹ nổ nó nổ mà nó im kiểu không nghe đâu. Nghe ồn ào là do chỗ anh em đang làm công trình đó anh em. Nó hơi ồn nhưng mà chắc xe đến với anh em á. Anh em đổ xăng, nổ máy, nếu mà máy không zin không im, trả xe về mà em đi. Riêng con này trả xe về mà em. Đó, bán là bao máy giữ cái máy là khỏi bàn. Mấy anh là mua tặng vợ là bao uy tín nha. Tặng vợ hay cho mẹ chạy đồ là rất là nhẹ và im máy, cực kỳ im máy anh em. Dòng Career là cái dòng thương hiệu rồi. Career thì máy nó bốc hơn anh em. Cái thằng Career theo em cảm nhận là nó bốc hơn Scooby, vì cái nội lớn hơn. Em thấy cái nội lớn hơn anh em. Đó, con này là được đời cao engine top rồi. Mà bán màu nhựa đen bulia. Đó, cái nhựa đen là nó giá trị hơn con kia lắm nha anh em. Thay vì con xe sơn á, con xe mũi sơn nó chênh lệch với cái giá nhựa đen ở thị trường tầm 3 triệu nha. Nhựa zin á, nhựa nguyên zin nó chênh lệch ở thị trường tầm 3 đến 5 triệu tùy bán màu nha.
Đó là đúng nhựa, nhựa này là cái màu đen này là cái màu nguyên khối anh em. Ví dụ anh em chạy thời gian á, nó xước 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 anh em đánh bóng là lỡ lên lại chứ không có cần tút giống mà xe mà sơn nha. Nếu mà xe sơn á, ở trong là nhựa nó thường thường là nhựa trắng hoặc nhựa xám. Ta sơn màu lên, ta chốc ra là nó chốc ra trắng xám, còn mấy thằng này là nhựa đen nguyên zin. Nhựa nguyên zin nó khác hơn nha anh em. Cái máy đang nổ mà nó cực im. Máy im dữ dằn lắm anh em. Bao anh em máy zin và bao anh em máy im ha. Order có 7.000 máy. Đèn trước nè. Xi nhan nè. Xi nhan sau nè anh em. Xi nhan trước nè. Xi nhan sau nè. Rồi nè, nói chung là con này full chức năng nha, điện đèn càng xi nhan công tơ đờ mét là báo xăng báo nhớt các kiểu nè, báo xăng nằm đây nè anh em, đèn vàng sáng lên nè, con này muốn hết xăng rồi. Máy là im lắm, máy là bao im và bao zin cho anh em, quan trọng là anh em có hợp bản màu hay không và tài chính anh em có dám chơi không, thay vì anh em mua một con xe về đấy người ta khen anh em, chứ đừng mua một con xe ham một con xe giá rẻ 10 triệu 12 triệu về mà bung ra sửa rồi chạy nó xịt lụi mà nó kiểu cái lạch cạch mà người ta cười chết luôn nghe nè. Nó thà mua đúng các xe nội địa zin, chứ đừng mua những xe nát nát mà về nó mình kiểu như mình chơi xe chứ mình đừng để xe chơi nghe nè. Đó nó vậy đó, đừng để xe chơi đó, nó vừa tốn tiền mà nó vừa mệt mỏi nên em mà nó mang thêm bệnh tức nữa. Mua thêm đúng một con xe nội địa Nhật về máy phải zin phải im. Rear mà cỡ này thì khỏi bàn rồi em, xe quá đẹp, đến nơi là anh em ưng mắt liền nè. Không cà rear này nè, nó có bị văng văng ngay chỗ này nghe nè, nhưng mà nhựa zin thì nó không sao, nó văng văng ngay chỗ này nè, do cái tay sách này nè em, nó ưa gạch lên gạch xuống á, nhưng mà văng này không sao nghe nè, không có bể nghe nè. Đó nhựa zin nó thì cứ y thình vậy thôi, không ai lấy nè. Có những chi tiết nhỏ gì nhầm khi anh em khó tính nữa. Nè thằng này khóa chống đứng nè, đó khóa chống đứng, thay vì xe Việt Nam mình nó sẽ khóa cổ, còn những xe nội địa Nhật á, ta khóa cái này nè là cái chống đứng mình không có gạt xuống được ha. Đó cực im, nói chung là phơi lắm, cốp đồ rộng nè, có rổ trước nè, có móc đồ dưới giữa nè, cái chỗ gác chân lớn nè, anh em mà mua về chở mấy bé bé đi dạo rồi cũng quá ok, mua tặng cho mẹ nè, thay vì Tết là tặng tiền tặng gì nè, mua con xe tặng cho mẹ chạy, tặng cho mẹ tặng cho vợ chạy đi phố đồ vòng đồ quá ok nè. Đó nhắc lại xe mình là xe đi Nhật về nha. Đó giá bán 22 triệu, có cà vẹt biển số trùng xuống xuống máy ha. Anh em muốn sang tên tìm xe khoảng 60 triệu mới có xe sang tên nha nè, 60 hoặc 60 mấy triệu mới có xe cộp cộp đẹp đẹp gì ha. Đó bách phố vòng vòng thì những người lớn tuổi chạy đồ nhỏ rồi ha. Chạy những con này thì ai đâu mà để ý làm gì, trừ khi anh em mà xa chia Sonic nẹt bu sân lòng rồi 62 ZZ rồi anh em. Quan trọng là cái người chạy anh em. Đó. Quan trọng là cách ứng xử của mình á. Đúng không nè. Chứ đừng chạy với xe nội địa mà vên mặt lên rồi tới chỗ rồi trời tao sợ nào đâu. Bắt cho đi bộ về luôn anh em. Quan trọng là mình cách ứng xử thôi ha. Máy tời lắm, những con này là quan trọng là anh em có hợp túi tiền và có thích bản màu này không thôi. Bản màu đen, nhựa đen, bu lia, chắc xe là siêu dữ. Máy là bao zin, chạy thích lắm, nó rất là nhẹ và nó kiểu nó tiết kiệm đó nè. Động cơ 50cc mà những dòng xe nội địa thì khỏi bàn rồi. Đó rồi, anh em nào quan tâm về cái dòng Honda Career 50cc đời cao Indian Top 3 dây tắt máy ha, full phụ kiện bao gồm rổ trước nè, hai kính nè, Indian Top nè, bản màu nhựa đen bu lia nguyên khối 100% nha, máy nguyên zin nha anh em, bao anh em máy zin và bao anh em máy im, anh em vui vẻ nhanh gọn lẹ, tặng anh em một cây chống ngang ha, em gắn sẵn cho anh em ha, anh em đến nơi chỉ đổ xăng là sử dụng thôi ha. Đó xe đã vào sẵn cà vẹt biển số trùng số khung số máy, không sang tên nha anh em, anh em muốn sang tên tìm xe khoảng 60 triệu ha. Anh em quan tâm hoặc con số điện thoại
0832354148 ha. Số đó cũng là số Zalo của em nghe anh em. Giá em bán công khai con này luôn là 22 triệu không fit không bao ship nha. Bao anh em máy móc im ắng mượt mà cho anh em giờ sử dụng ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video luôn.